Livestream để giữ lại. Thầy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Hương thơm nguyện mây lành kết tụ cõi pháp hương biến đủ mười phương vô biên trong cảnh Phật đường trang nghiêm vô lượng tâm hương tỏ bày đạo Bồ Tát đủ đầy tiến hoa Như Lai hương thành quả chú viên. Cúng dường rồi tất thầy cung kính dâng lòng kính lạy Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Sắc thân chư Phật kháng thường thế gian khôn sáng ai đương ai bị cao siêu bất khả tư nghị nếu con định lễ không gì chuyển nay thân sắc vô tận Như Lai trí tuệ vô lượng đứng tài vô biên tất thầy pháp chủ thường xuyên cho nên con đường về nương tựa nhờ sức chi nguyện lớn vô bờ độ cho khắp cả mê mờ quần nóng khổ thân mình nướng kia thanh tịnh sinh đứng thời con nay ba nghiệp sạch rồi quy y lễ tán xin ngài chứng minh thầy chúng sinh ai vui nước phần đồng sinh đường về an phà nhận la phần an phà nhận la phần an phà nhận la phần nhân tâm đính lễ A Di Đà Phật thanh tịnh diệu pháp thân cõi tình đường tịnh quang cùng khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đính lễ A Di Đà Phật vi trần tướng hải thân cõi từng báo trang nghiêm cùng khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đính lễ A Di Đà Phật giải thoát tương nghiêm thân cõi phương tiện chư thánh cung cấp giới chư Phật.
nhẫn tâm đính lễ A Di Đà Phật. Đại thừa căn giới tân cõi an lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới chư Phật. Nhẫn tâm đính lễ A Di Đà Phật. Hương phương hóa vãng thân cõi an lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới chư Phật. Nhẫn tâm đính lễ tâm kinh cả ý chính tuyên dương cõi an lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới tôn pháp. Nhẫn tâm đính lễ Quan Thế Âm Bồ Tát Vạn Ứng Từ Kim Thân cõi an lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Nhẫn tâm đính lễ Đại Thế Chi Bồ Tát Vô Biên Quang Chi Thân cõi an lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Nhẫn tâm đính lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Man Phận Nhị Nghiêm Thân cõi an lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới Thanh Chúng. Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh tận nguyện đoạn trừ tám chướng quy mạnh sám hối. Chúng con nguyện trí tâm sám hối cùng chúng sinh khắp giới, tỏ bày từ bao đời kiếp tới nay vô minh che lấp, chẳng hay biết gì nên lầm nói mê si tạo tác do sáu căn theo pháp chẳng lành. Chúng ba nghiệp nối nhau hành mười điều ác phạm rộng thành vô biên, năm vô gian triền miên chúng tội không thể nào nói nổi, cho cùng mười phương chư Phật không ngừng phóng quang soi sành sáng chứng trong đời pháp đầy ấm ngầm trời hương vị lại lý màu thường chủ vô ngần. Con từ vô thủy duyên trần ba nghiệp tâm tối sau căn lấp đè, chẳng phân biệt chẳng nghe chẳng thấy theo nghiệp duyên từ đây nổi trôi trong vòng sinh từ luân hồi trải muôn nghìn kiếp chưa rồi thoát ra. Kinh rằng đức gia na biến hoa pháp âm truyền khắp cả mười phương, Phật ở nơi thường tịnh quang nên các pháp đều pháp đường Như Lai vô minh dẫn con hoài theo chạy nên Bồ Đề chẳng thấy sạch trong cành dài thoát mà buồn lòng nay mới tỏ ngộ một lòng ăn năn trước chư Phật đem thân phụng đối xin pháp lộ sám hối Di Đà. Con cùng chúng sinh gần xa sáu căn tội lỗi do ba động làm từ vô thủy đã ham gây tạo, hoặc vị lai hiện tại cho mình, hoặc nghe hoặc thấy làm tinh, hoặc xui người khác mà mình theo vui, hoặc là nhớ hoặc rồi quên biệt, hoặc biết hay chẳng biết nỗi chi, hoặc là nghi hoặc chẳng nghi, hoặc là che giấu hoặc thì chẳng nghe. Tại tội đầu nghe nặng nhẹ rốt ráo đều sạch sẽ tiêu tan. Con xin sám hối cầu an sáu căn ba nghiệp nhẹ nhàng sạch tinh, để được chọn căn lành tu bổ hồi hướng về tịnh độ trang nghiêm. Chúng sinh đều được như nguyện đồng sinh an dưỡng lương duyên Di Đà nguyện. Đức Phật xa bà hằng độ khiến cho con đường chỗ căn lành hiện tiền tăng tiến tinh anh dân duyên tịnh độ để dành lâm chung âm trí tâm cùng nghe tỏ tận mắt nhìn thấy rõ Di Đà cùng chư thánh chúng cầm hoa thiếp con trong quan sát ma chương ngài đủ đạo hành tâm khai Bồ Tát độ chúng sinh rộng khắp Bồ Đề. Sám hối phát nguyện rồi quy mệnh lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo. Tu li tu li tat ba ha tu li tu li.
tam bà phà viên nhận về khai kinh pháp thần cao sâu rất nhiệm mầu muôn đời có gặp dễ hay đâu con nay nghe thấy đường chỉ thủ chân nghĩa như lai nguyện điều sâu nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật nói kinh A Di Đà chính tôi đứng phần ngờ nương xa về ngài ngự tại nơi vườn công công cô đồng trong đó có những cây của thái tử Kỳ Đà cùng với các bậc đại kiêu tăng 1200 nơi bị tại rồi đều là những bậc đại a la hán nơi đó đại chúng đều biên trường não xa đời phân ma ha mục kiến liên ma niệm pháp niệm tăng xa đời phân này coi nương phật đời
nơi kia thành tựu như vậy là do công đức tạo thành. Chẳng nhận xa nơi Phật này ý ông thế nào, đứng Phật nơi kia vì sao hiểu là A Di Đà. Xa nơi Phật này đứng Phật nơi kia hào quang sáng sáng vô cùng soi rước tất cả mười phương, không còn chỗ chướng ngại. Vì thế nên hiểu A Di Đà này nữa, xa nơi Phật là gần thân của ngài, sống lâu vô cùng không thể kể xiết. Phần hương
sát bà hoa nghiêm thân phật ta la thù vương phật bà hoa đức phật kiến nhân thiên nghe phật như tu di sơn phật còn nhiều phật khác như các sông hằng cũng như đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp ba nghìn đại thiên thế giới nói lời thành từ rằng chúng sinh các người nên tin kinh này là một bản kinh tan tan công đức xiết và được cái tay chư phật hộ niệm xa nơi phân này ý ông thế nào vì sao kinh này gọi là nếu có thiện nam từ thiện nữ nhân nào nghe kinh này rồi chịu nhớ ý đây là nghe danh hiệu của đức phật thì thiện nam từ thiện nữ nhân ấy đều được chư phật chứng đạo vô thường chính đẳng chính giác bởi thế cho nên xa nơi phân ơi các ông đều nên tin lời nếu có người muốn phát nguyện sinh sang nước phật a di đà ai đã phát nguyện ai nay phát nguyện ai sẽ phát nguyện thì những người ấy đều chẳng phải chuyển ở cõi nước kia hoặc đã sinh về hoặc nay sinh về hoặc sẽ sinh về đều chứng được đạo bởi thế cho nên xa nơi phân nơi các thiện nam từ thiện nữ nhân nào mà có ai tin thì khen người công đức chẳng xiết nghĩ bàn của các đức phật thì các đức phật cũng lại khen người công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn mà nói lời hay đức phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc dân có thêm có ở ngay giữa cõi xa bà cam khổ đại phiền não chờ súng sinh trường bệnh chờ chung thế mà chứng được vô thường đạo nên phải biết rằng ta ở cõi đời cõi làm đắc được rất khó làm này mà đã làm được nên nay chứng quả vô thường bồ đề và vì hết tay thế gian nói pháp có tiền từng là việc có sao đứng phần kinh đọc tại thế gian cõi trời cõi người a tu la cùng các tình lễ rồi lui đứng phần nói kinh a di đà phật nhất thiết nghiệp chứng căn bản ta sinh tình đồ đà na ni nam mô a di đà bà già đà già già đà già đà địa già ta a di đà đô bà tỳ a di đà đà tân đà bà tỳ a di đà đà tỳ ca Nam mô Phật Nam Mô Ma Ni Phật Nam Mô Ma Ni Bảo Tinh Phật Nam
Phật Nam Mô Đại Cực Tinh Chân Dung Manh Phật Nam Mô Đại Bi Nam Mô Tự Tạng Phật Nam Mô Chiên Đàn Nốt Trang Nghiêm Tăng Phật Nam Mô Hiện Tiền Thủ Phật Nam Mô Thiên Ý Phật Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật Nam Mô Kim Hoa Quang Phật Nam Mô Bao Cái Chư Công Tử Tại Đức Phật Phật Nam Mô Ư Công Bảo Hoa Quang Phật Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Nam Mô Bất Động Chí Quang Phật Nam Mô Hàm Phụng Chúng Ma Vương Phật Nam Mô Tài Quang Minh Phật Nam Mô Chi Tuệ Thắng Phật Nam Mô Di Đà Tiên Quang Phật Nam Mô Tiền Định Nguyệt Âm Diệu Tôn Chi Vương Phật Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật Nam Mô Lâm Trùng Tướng Tôn Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật Nam Mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật Nam Mô Sư Tử Hống Tử Tại Đức Vương Phật Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật Nam Mô Thượng Quan Trạch Thank you.
Theo Bát Nhã Ba La Mật Đa.
sai nguyện cho chúng sinh một mai Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô tận nữ không biên pháp giới thập phương tam thế nhân thiên thượng trụ tam bảo. Nam mô sa bà giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô phạm vọng giáo chủ Lư Xá Na Phật. Nam mô đương lai giáo chủ Di Nặng Tôn Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Giờ Sư Quang Y Quang Vương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật. Nhân tâm đính lễ A Di Đà Phật biến pháp giới chư Phật. Nhân tâm đính lễ Quan Thế Âm Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Đại Thế Chi Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Nhật Quang Biến Chiêu Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Nguyện Quang Biến Chiêu Bồ Tát biến pháp giới chư Đại Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát biến pháp giới chư Hiền Thánh Tăng. Nhân tâm đính lễ Linh Đại Tu Sư Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nhân tâm đính lễ Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Thiên Địa Phụ Tái Chi Ân Nhật Nguyện Chiếu Lâm Chi Đức Đại Thế Đình Đệ A Di Đà Phật. Quốc Vương Ngự Chỉ Chi Ân Vì Thổ Thuần Dụng Chi Đức Đại Vì Đình Đệ A Di Đà Phật. Sư Trường Giao Huấn Chi Ân Phụ Mẫu Sinh Thành Chi Đức Đại Vì Đình Đệ A Di Đà Phật. Thập Phương Đính Di Chi Ân Tứ Sự Cúng Giảng Chi Đức Đại Bi Đinh Lễ A Di Đà Phật. Con này thâm vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ tam chướng chi thành tam nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện tiền đệ tử chúng con đọc tụng đại thừa kinh chú cùng lễ Phật niệm Phật nên đem công đức này chuyển vì hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ nguyện từ vô thủy kiếm đến nay tất cả kẻ hoan người thân tu bảy đời đồ lâu đời rồi đời nay hoặc nhiều đời các vị thầy ta chư tăng cha mẹ rộng đến mười phương cõi pháp minh tại chúng sinh tam bằng thiện chi đừng kể các tam bản ba đường phổ cho đến cỏ cây côn trùng loài chúng sinh thai sinh cấp sinh hóa sinh hoặc vô tình riêng hay cố tình riêng tất cả bạn loài nguyện dài hết tại mọi oan thiên tiêu hết tại mọi tội nghiệp cùng chứng đạo bồ đề tinh sinh về cực lạc. Nam mô sa bà giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sa bà giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sa bà giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiêm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
tam đại từ đại bi tâm thành cứu khổ cứu nạn linh căn quán thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại tuệ lượng thế chi bồ tát ma ha tát nam mô u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tát nam mô thanh tịnh đại ai chúng bồ tát ma cúi đầu hướng về an lạc quang tây dẫn đường giác phương chúng sinh xin đấng từ bi sinh chuyên cần nay vì khắp bốn ân ba cõi chúng sinh trong pháp giới muôn loài cầu xin các đấng Như Lai nhất thừa vô lượng vị đại bồ đề chuyên vị A Di Đà Phật nhân đồng danh cầu sanh cõi tịnh trong lành đại vì phúc mầm nghệ sinh sâu dày cùng báo chương dân đây quê thêm tâm nước cờ dễ đem bụi trần có đường tu dưỡng đứng gần này đối chương Phật ân cần siêng năng cả năm về một lòng sám hối xin cầu thành tội lỗi tỏ bày con và chúng sinh xưa tam sân si mãi tâm du mê ba nhiệm thị nhiễm tơ tạo tác đầy vô biên tội ác vô lượng kiếp thiên nhiệm giữ con đường nguyện tiêu tai hết chẳng vương nỗi gì từ nay đã một khi đầm thể nguyện sâu rồi ác chế xa rời xin chẳng vui để thành chính sáng không đồ sinh đứng gì đã tiếp ninh dùng sức nguyện từ bi đầu nhiếp chúng con nên thường giúp đỡ vẹn tròn trong khi thiền định tâm con nguyện cầu những nông mù mơ hầu thấy rõ đứng gì đã dừng giấc linh tan đường qua cõi bao tràn nhầm tâm đại được chiếu vào quang thật niệm cầu được mỗi lượt linh cam lộ áo trùng thân tay đổ xa khiến cho chúng xưa sạch lâu con không phiền não thêm dầu liền duyên tâm chung hết cánh nạn tâm không bệnh khổ lòng chẳng tan đến chỗ mê lầm mỏi căn thoải mái an tâm rõ ràng chính niệm bỏ thân như lúc nào đang thiền định đức Di Đà và khuyên con đầm thế chi cùng các thánh nhân vòng quan tiếp dẫn đàn thân rất dịu hương thơm đại nhạc từ dầu các cảnh tây phương trước mắt tràn lan chúng con bồ đề tâm phát vô vàn cảm vui con nay nó được sinh sang trong khoảng giây phút sen vàng nở hoa áo tất bảo Phật và Bồ Tát nghe các ngài giọng pháp nhận nhận được vô sinh đấn nhỏ kính nhờ chư Phật trong cầu tỏ thân to khi rồi ba thâm bốn chi năm nhãn sáu thông giác liền hết tài công đức chu viện đắc tại những chàng trái nơi sinh an dưỡng mà trở về cõi chương xa bà chia thân khắp ngả gần xa dùng con quy Phật rồi nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn phát tâm vô thường. Con quy Pháp rồi nguyện cho chúng sinh thông thuộc kinh tạng trí tuệ như biển. Con quy Tăng rồi nguyện cho chúng sinh hòa hợp đại chúng hết thảy không ngại. Này chư thánh hiền nguyện đem công đức này hồi hướng về cấm cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trí tuệ được tăng trưởng và sự bình an.